Ok, em mẹ bị tiêu chảy. Con Minh bị đi Việt Nam về bị tiêu chảy đây nè. Con Minh has diarrhea. Ok, I'm gonna do a point from the spleen channel. Spleen 3, spleen 6, stomach 36. And now I'm gonna do it on this side, on the right side. Boom. Baby good. Baby doesn't cry. Right. Now I'm gonna do very gentle. Tune up a little bit. Gentle stimulation. Okay. Like that. Like that. Okay, now baby gonna take that needle out by himself. Rồi, 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 cho cho chị hold this lại. Rồi, rồi, con Minh rút kim ra đây, 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 đây. Rồi, rút kim ra cho bà đây. Rút kim. Okay, good. Rồi, đây, để bà. Okay. And then he take another one out. Đây, con Minh tự rút cây khác luôn. Đưa ba. Rồi. Ok. He take the pressure point, the mother seat by himself. Good. Ok.